em là Hồng Dương á hả? Rồi rồi, sáng gì chị quên nữa chứ. Sọc đùi á em. Sọc đùi không còn em ơi, còn còn lỏng. Còn lỏng. Em 6 ký. Giờ chị cũng biết màu gì nữa, lửng lấy đại á thì chị lấy được, lửng lấy đại thì chị lấy được. Rồi chị nay like, em quên hôm nay like to quần dài nè, bữa giờ khách hỏi quần dài quá trời không có ha, bữa nay like quần dài nha. Nay like quần dài nha. Phương có cái cục đen á, Phương cắt ra luôn, cái cục đen chứ chưa khui, cắt ra luôn, to luôn, như là đỉnh. Em Phương phải tôn không? Tôn bóc ra luôn đi. Sáu mươi hai ký là 2 ít đó chị. Chị hoa giấy 62 ký thì quạt hàng để em coi coi. Cái này 58 ký được nè. Chị nào 62 58 60 kg, chị nào 62 cái mặt 2 ít, em có 2 ít nữa. 1 ít với 2 ít. Đấy, hôm nay em có 1 ít với 2 ít. À 2 ít nha, 1 ít với 2 ít. Rồi giá em xem có ghi nha, sale cho mấy chị 100k bộ dài. Thả nó luôn đi. Nên lai dài chứ, bữa giờ lai lẫn quá trời. Cái này thôi. Dài, dài, quên, đứng lên cho xem. Xem chưa, xem xong em ngồi xuống để em lai nè. Dài nha. Đó. Trời ơi, mẫu mới về luôn. Rồi đặt ba trái không mới về luôn, bán giá sale chứ quên, bán giá sale 100k quần dài quần lửng 90, nhưng mà hôm nay chắc ưu tiên like quần dài chứ bởi vì mình like quần lửng nhiều quá rồi. Ai like quần dài nha, có 1 ít 2 ít á, 1 ít là tiết ăn mặc tôm nhung tôm hai da. Rồi bây giờ chốt cho tiết mã dê. Dê là dài V1. Dê nha, dê là của quần dài á, dài của chữ dê của chữ dài nha, V1 nha. Đây. À, con hai da nha, con hai da. Xăm tiết mặt cục vậy, tiết mét 6 tiết mặt nó hơi cục. Đó, người ta để dài nè. Tiết mét 6 tiết mặt nó hơi cục. Rồi 45 ký không vừa, 58 ký trở lại nha, 58 60 ký size 1 ít,
Rồi tiết mặt vậy đó, tiết 1m6, tiết mặt nó quần vậy, nhưng mà trong đây người ta ghi là dài thì tiết đọc dài, chứ nó không có dài hơn nữa. Rồi bây giờ đang like cục này 1 ít, nào lát qua 2 ít thì đặt mã nha, tại hàng tiết sale lộn xộn đó mấy chị thấy nè. Mà quay cho thấy nè, mới về hàng chưa có soạn ra được cái gì hết đó, cục cục vậy thôi, chưa có soạn được theo bông theo gì hết. Cho nên giờ lên cái gì, lên cái gì chốt cái mã đó cho tiết nha. Rồi dây 1 58 60 kg trở lại. Rồi quay dây 2. Đó quần nè. Có 2 túi ha. Rồi bông đẹp không à. Mẫu này là mới về luôn. Bán giá sale cho mọi người. Rồi chốt cho tiếp dây 2. 58 60 kg. Đây nha cả nhà. Dây 2 nha. Rồi 58 60 kg trở lại. Dây 2. Rồi dây 3. 58 60 kg trở lại. Dây 3. 58 60 kg. Mảng dê 3. Dê 4. Dạ cảm ơn chị Trúc Nguyễn. Rồi Lương Nguyễn dê 1. Dê 1 là đang mặc. Rồi bữa nay em lên dài chị ơi, lỡ chắc bây giờ không có, một lát mới lên, hôm nay lên dài trước. Rồi chỗ em D4 tan cầm. D4 nha. Mỗi bông là em đọc một mã. 58-60kg trở lại cho em. D4. D2, D3 cho Trân Dương. Rồi, cái này là dây 3. Rồi, cái này là dây 2. Còn dây 1 là tiếp mặt. Rồi, qua dây 4. Dây 4. Rồi, Hoàng Phan dây 1. Dây 1 tiếp chốt rồi bạn. Đợi chút xíu nha. Rồi, bây giờ qua dây 5 đi. Dây 5. À, nhà này đẹp lắm. Dây 5. Rồi chốt cho tiết mã dây 5 nha. 1, 2, 3 chốt rồi. Bây giờ còn 4, 5. Mọi người ơi, cái hàng này tiết mới về luôn, chưa có soạn theo bông được. Cho nên giờ bóc cái bông nào lên thì đọc mã bông đó. Mọi người thông cảm nha. Nó mới về luôn có 300 mấy bộ thôi. Cho nên là like luôn. Rồi dây 4, dây 5. Dạ, chị Hoa Giấy. Có 2 ít nữa đợi em xíu nha. Em mới về tới mới phui ra like luôn mấy chị. Chưa có mà soạn được theo mẫu. Đồ này chắc chị mặc rộng. Chị ơi em 52 kg em mặc mặc nè chị. Dê 1 2 bộ rồi sao chị? Có 1 bộ thôi. 60 kg em lấy 50 mặc 2 ít vừa, mặc 2 ít vừa nha, 47 kg không có. Đồ sáng hết rồi em. Em có 52 kg em còn mặc được nữa, tùy mấy chị thôi, còn cảm thấy mà rộng quá thì không đặt chị thì thôi đâu có sao. Rồi dê 6. Rồi chúc mẹ em nha, 58 60 kg trở lại mã dê 6. Dê 6 58 60 kg. Chờ lên 2 ít ha. Rồi dê 7. Rồi 58 60 kg trở lại dê 7. Lâu lâu em mới có quần dài. Bình thường bữa giờ toàn quần lỡ thôi mà. Dê 7. Dê 6 với Hoàng Phan. Rồi ok bạn nè, Hoàng Phan nè. Cái dê này em có 2 bộ. Dê này là dê dê 5. Dê 5 phải không? Bông không?
Lung Nguyễn mỗi bông một bộ, mỗi bông một bộ à. Bây giờ chốt là tí chỉ chốt một bộ thôi nha, mỗi bông một bộ. Dây 6 chốt rồi, bây giờ qua dây 7 nha. Khoan để em coi để em ghi cho đúng. Dây 8 nha, dây 6 hả? Rồi dây 8 58-60kg trở lại. Dây 8 em 52kg, em m6 mà chỗ đồ ton mà dễ mặc mấy chị, dễ mặc. Dây 7 hay lai hô thi. Rồi qua dây 8 58-60kg trở lại nha. Đang lai cái size này là size XL á, còn 2X nữa. Dây 7 hết nha, 2X lá em lên. Bây giờ có 1X, 2X. Bông đẹp không? Dây 9. Quần dài chị ơi, quần dài ấy chết nè, quần mà. Rồi dây 9 nha, con 2 da. Quần dài sale 100 ngàn bộ thôi. Này là em bán giá sale, cái hàng này đâu có ai bán 100k đâu mấy chị. Rồi không có quần đùi, không có quần đùi. Dây 10. Rồi 58-60kg trở lại nha. Rồi không có bỏ sỉ, chỉ bán lẻ thôi. Bán lẻ này là với giá sỉ. Bán lẻ này với giá sỉ rồi, cho nên là có một giá một thôi. Dây 8 chốt cho Ngân Trần. Rồi dây 10 nha, chốt em dây 10, em sang trẻ cục 2X cho nè. Đây em sang trẻ cục 2X nè. Rồi 50kg, 50kg thì cao như em 52kg, em m6 em đang mặc. 52kg m6 là em đang mặc. Dây 9 cho Lai Hồ Thi. Rồi ok, đợi em cái gì. Nói chung là hàng này em chưa có sợ. Dây 9 cho Lai Hồ Thi. Rồi không đổi bạn Trân Dương ơi, làm ơn đừng đổi mấy chị nha. Đây để chị đi. Làm ơn đừng có đổi. Quăng ở đây rồi đi kiếm. Dây 1 em hết. Rồi cao 1m50. Cao 1m50, 50kg thì mặc rộng rộng như em nè. Tại vì em là 52kg nhưng mà em mới 6. Rồi bây giờ đơn trả về rồi phun lưu. Thứ nhất á, là bu tá nói cái ngày 17 tay gọi là không có bắt máy, ngày hôm sau nói là không nhận, cho nên nó đã chuyển hoàng rồi. Dây 10 với Diễm Nguyễn. Rồi bây giờ 2X nè, dùm em nghe em đọc số ký nha, cho quạt qua tí xíu Phương à. Rồi 63kg trở lại 2X nha. Không có tâm mịn, không có lên, em chiều nay chỉ lai ton thôi. Nghe đọc mã nha cả nhà ơi, em chỉ đọc mã thôi nha, chốt cho đúng mã nha. Rồi chốt cho em mã này em đọc D11. D11 63kg trở lại. Em qua cái cục này 2X mấy chị để ý dùm em nha. D11 63kg trở lại. D11 63kg trở lại. Bây giờ hàng bông nó nhiều quá em phải đọc mã. Chị nào chốt cũng mã thì em chốt. D11 chị Diễm Nguyễn. Rồi chốt cúng rồi chị. Rồi D12 63kg trở lại. Nguyệt Phan có D11. Rồi D12 dùm em nha. D12. Rồi Lê Ngữ hôm bữa đặt hàng, gọi điện chốt đơn nó không có đặt. Lê Ngữ. Sáng em được hai bộ đi đơn luôn, khỏi gọi Quỳnh Như Nguyễn, ok em. Đặt hàng gọi chốt đơn nó không có đặt gì hết. Lê Ngữ nè. Dây 12 chốt cho Nguyệt Phan. Rồi sale 100 ngàn. Rồi chị ơi, em không có bán sỉ, em bán một giá một. Chị muốn đặt nhiều, chị cọc liền ngay bây giờ cho em chốt nhiều cho mình. Em không có bán sỉ nha. Chị nào đặt nhiều cọc đi rồi em chốt nhiều. Mã D13. Không có đo dòng ngực. Lên số ký chiều cao D13 nha.
63 với lại dê 14. 63 với lại nana dê 13. Rồi dê 14. Con ghi dê Phương lát xếp, chị Quyên ra xếp. Để tiết dê nữa lâu không? Rồi dê 14, 63 cái cho lọc. Em đang like cái cục này 2x nha. 63 thì dê 14 đi, đi và xếp tính sau. Dê 14 chốt cũng mã giùm em đi. Dê 14. Rồi dê 15. Cái này tay con Nguyệt Phan có dê 14. Ừ. Nhìn cái hình là biết rồi. Mã dê là được. Rồi dê 15 Hoàng Phan. Hoàng Phan mà quăng qua đây ha. Hoàng Phan cứ gom nhé. Rồi dê 15 Hoàng Phan. Rồi dê 16. 63 chứ trở lại dê 16 ha, ống quần nè. Mà cũng không được. Rồi Trân Dương vậy em xả nha. Em xả ra đi. Đừng có đổi xả Trân Dương, em xả đi. Rồi em xả Trân Dương. Rồi dây 16 chốt cho Thúy An. Rồi dây mã đi. Rồi dê 17. 63 cái chứ là Phương tập trung ghi mã nha để sợ lộn mà bông hoa nhiều quá. Rồi dê 17. Quyên Trương dê 17. Rồi dê 18. 63 cái chứ là dê 18. Rồi 63 cái trở lại dê 18. Dê 19. 63 cái trở lại dê 19. Dê 18 như Di Trân. Rồi dê 19. 63 cái trở lại dê 19. 63 chứ trở lại xem 100.000. Và các bạn sẽ tiếp nhìn để tiếp chắc. Rồi dê 20. Rồi dê 19. Dê Nhi Trân. Rồi dê 20. 63 chứ trở lại dê 20. Ăn gì? Chị hả? Chị Quyên hả? Dê 20 Nguyễn Kiều. Chị Quyên ăn xong đi rồi hãy ra chị. Ăn cho nó bụng đi. Rồi dê 21 nha. 62, 63 chứ trở lại dê 21. Thấy chị Hoa giấy chốt cho chị. Dê 21. Rồi dê 22. 62 chứ trở lại dê 22. Dê 21. Phượng Trần dê 21. Rồi dê 22 này chứ có 2 bộ. Dê 22. Rồi dê 22 có 2 bộ. Rồi hoa giấy dê 22. Mấy chị chốt đi, mấy chị đừng hỏi em nữa. Chốt mã lên đi. Em thấy hết, tại vì bây giờ em thấy em mới đọc. Mấy chị đừng có hỏi, cứ lên mã nha, đừng có hỏi thấy em không, em thấy hết đó. Bây giờ cứ chốt mã đi. Dê 22 Kim Trương. Để lo hỏi không là người ta đặt hết rồi đó. Như vậy đó, hiểu không? Chốt đi, ghi mã thôi, em thấy hết đó. Ai lên trước là em đọc tên. Rồi dê 23. Chốt tới 23 rồi, chốt đi chị ơi. Dê 23. 62 chứ chưa là mặt được. Chốt đi, cứ ghi mã lên. Thấy mọi người hết. Bây giờ lo đặt cái mã chốt nha mấy chị, nên không có trả lời được nhiều á. Rồi dê 24. 62 chứ trở lại. Rồi dê 24 cho tiếp nha. Rồi dê 23 hoa giấy.
dê 24. Ngọc Ngọc dê 24. Rồi dê 25, 25 tay con nha. Dê 25. Đây 62 cái trở lại, dê 25 nha, 62 cái trở lại, mã dê 25. Quy chương dê 25. Rồi dê 26, 62 cái trở lại, dê 26. Rồi 62 cái trở lại, dê 26. 25 chốt rồi, dê 26. Rồi dê 27. Dê 26 Nguyễn Kiều. Rồi dê 27 nha, 62 cái trở lại, dê 27. Rồi khách mới đặt hàng kèm số điện thoại lên. Thúy An có dê 27. Rồi dê 28, 62 cái trở lại, dê 28. 62 cái trở lại, dê 28. Rồi dê 29, 62 cái trở lại, dê 29. Dê 28 Nhi Nhi Trân. Rồi mã này là dê 29, 62 cái trở lại. Xe 100 ngàn mấy chị, xe 100 ngàn, xe 100 ngàn. Dê 29, em chốt tới dê 29 rồi. Dê 29 nha, sale 100 ngàn. Dê 29, Nguyễn Đăng có dê 29. Rồi Nana cái mạng chậm đó Nana ơi. Rồi dê 30, 62, 63 cái trở lại, dê 30. 62, 63 cái trở lại nha, dê 30. Dê 30 nha. Dê 31, 62 cái trở lại, dê 31. 62 cái trở lại, dê 31. Rồi dê 32, mã hình số điện thoại Cường Tú. Dê 32, 62 cái trở lại, mã hình số điện thoại nha. Dê 31 Nhi Nhi Trần. Dê 32. Dê 30 cho Thủy Ngọc. Thủy Ngọc có dê 30, dê 32 cho Thúy An. Rồi chị Hoa Giấy bị sao nha chị. Rồi dê 33 sale 100 ngàn. Dê 33 62 chứ chứ lại. Rồi sale 100 ngàn dê 33. Rồi dê 34. Dê ba Nana là lấy đại bộ hả? Lấy đại bộ phải không? Rồi lấy bộ này cho Nana chịu không? Rồi lấy bộ này cho Nana nè. Rồi Nana bỏ giấy vô đi. Dê 33 cho An Nguyễn. Rồi ok khách. Đây dê 35. Rồi dê 35 nha, 62 cái cho lại dê 35. 62 cái cho lại dê 35. Hoa giấy dê 35. Dê 36. Dê 36. Rồi bên tiếp nhận chuyển khoản bạn ơi, chứ không có nhận cọc cả. Dê 36, 62 chứ trở lại. Rồi dê 37, 62 chứ trở lại. Dê 37. Dê 36 hoa giấy, khách mới kèm số điện thoại. Khách mới kèm số điện thoại dùm tiếp nha. Rồi dê 38, 62 cái trở lại, dê 38. Rồi em like tới 38 rồi, Phạm Hồng Ánh thôi. Rồi Anna, Nana dồn đơn sáng đi đơn. Rồi dê 38 nha, dê 38.
Rồi dê 38. Đoàn trần lấy 2 bộ. Rồi đoàn trần lấy 2 bộ phải không? Ok đoàn trần. Rồi lấy bộ này với bộ 38 cho đoàn trần đi. Đoàn trần lấy 2 bộ. Rồi lấy cho đoàn trần bộ đang cầm với bộ 38. Rồi đoàn trần 2 bộ. Ok nha. Vậy là chứ còn dê 37. Dê 37 cho đặng tiên. Ok khách. Dê 37 cho đặng tuyên. Rồi ok khách nha. Bây giờ quay lại cái 1X. Quay lại cái 1X nha. 1X là cái ăn mặt đó 58. 58 60kg cho lại. 58 60kg cho lại nha. Rồi cái này dê 3 nha. Đây 1X là như tiết mặt đó 58kg trở lại. 58 60kg trở lại. Chị nào mà 60kg nhớ cao nha. Tiết là tiết 1m6 á. Tiết 1m6 tiết 52kg tiết ăn 1X nè. À, tiết báo cho mấy chị 58 60kg trở lại. Chị nào 58 60kg thì cao nha. Còn chị nào thấp thấp 55kg đổ lại. Hàng này nó chỉ có 2 size 1X 2X chị thôi. Nó hơn nhau không có nhiều. Chút xíu xíu à. Rồi mã này dê 3 cho tiếp nè. 58 60kg trở lại dê 3 nha. Rồi chốt cho tiếp mã dê 3. Quá trời đẹp luôn. Rồi 58 60kg trở lại dê 3. Này nãy khách xả ra. Rồi dê 3 58 60kg trở lại. Dê 2 58 60kg trở lại dê 2. Rồi dê 3 như chân 5 bộ nè. Khách đặt nửa cọc dùm tiếp nha. Khách mới, khách mới đặt nhiều cọc. Rồi con lửm một lát mới lên em. Dê 2 nha 58 60kg cho hợp. Dê 2 rồi dê 5 nha 58 60kg trở lại dê 5. Dê 2 cho An Nguyễn. Dê 5 58 60kg trở lại. Rồi dê 4 58 60kg trở lại. Dê 5 cho Hàng Ni. Rồi dê 4 58 60kg trở lại. Dê 4 dê 2 dê 3 hết rồi phải không? Còn dê 4 nha cả nhà. Dê 4 rồi mã này dê 41 58 60kg chứ lại dê 4 cho Nguyễn Đăng. Ủa dê 4 chút rồi quên. Rồi 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 dê 4 hết nha Thủy Ngọc ơi. Mã này dê 41 dê 41 con 2 da dê 41. Rồi bắt đầu ghi mã nè. Dê 41 dê 42. Rồi xem 100.000 chứ ơi. Dê 42 dê 2 dê 3 hết. Dê 41 dê 42 dê 4 hết. Rồi dê 43 58 60kg trở lại. Dê 43 58 60kg trở lại. Dê 43 rồi đang mặc hết 27 hết. Dê 44 58 60kg trở lại. Dê 44 rồi đặt hàng kèm số Hồ Thị Hương. Mã kèm số điện thoại lên. Dê 44 Diễm Diễm. Dê 42 Thi Nguyễn. Rồi dê 45 58 60kg trở lại. Dê 45 dê 41 cho Ngô Hằng. Rồi dê 45 58 60kg trở lại. Dê 45 nhàn mini. Dê 45 rồi Thúy An này nè. Gọi điện không nghe máy. Thúy An này gọi điện không nghe máy. Dê 45 hết. 45 rồi dê 46
58-60kg trở lại. Dê 46. Dạ cái này chị mặc rộng chị Nhung Lê à. Đó chị là bằng size em nè. Em mặc như vậy là đó. À, chị là mặc size em. Hai chị em mình mặc một size. Đó em mặc nè. Nó rộng. Diễm Diễm dê 46. Rồi dê 47. 58-60kg trở lại. Dê 47. 46 hả? Dê 47. 58-60kg trở lại. Dê 47. Rồi dê 48. Dê 47 cho hàng đi. Rồi xin chào anh Trần. Rồi chào anh Trần nha. Dê 48 nè. 58-60kg trở lại. Dê 48. Quần lửng lát tiếp lên nha. Lửng lát lên. Lên dài trước đi. Bữa giờ like lửng nhiều quá rồi. Rồi dê 49. 58-60kg trở lại. Dê 49. Rồi 58-60kg trở lại dùm em nha. Dê 49. Dê 47 Thi Nguyên. 47 chút rồi dê. Ủa 47 hết. Rồi 47 hết nha. Dê 49 Hoàng Phan. 41, 42 hết rồi. Còn 43. Rồi rồi dê 50. 50 này tay con. 47 hết. Dê 50 nha. 58-60kg trở lại. Rồi đang sale 100.000. Chốt đúng mã kèm số điện thoại dê 50. Rồi dê 50 dùm em đi. Dê 50. Rồi nói chung là nó trùng bông nhiều lắm. Để ý bông dùm em nha. Tại vì cái này em chưa sọn ra được. Nó bị trùng bông nhiều á. Dê 50 cho Nguyễn Kiều. Đặt hàng kèm số điện thoại dùm em đi. Tại em cái này em sọn theo bông cho mấy chị nè. Rồi em sọn theo bông để mình chốt được nhiều nha. Thôi giờ này đừng ai gọi em hết. Để cho em tập trung em bán hàng cho mấy chén nè. Cái này trùng nhiều nè. Để em cái nha. Rồi đặt hàng kèm số điện thoại lên dùm em. Đặt hàng kèm số lên nha. Rồi mã này dê 51 cho em đi. Dê 51 nha. Rồi dê 51 nè. 58-60kg chứ là dê 51. Rồi để em sọn theo bông mà. Nó bị trùng nhiều lắm. Này giống không ha. Đợi em coi cái bông này đây. Hai bộ dê 51 hai bộ nha. Được chứ, xay tẩm mặt mà. Rồi dê 51 hai bộ đi. Rồi. Rồi đặt cái khác đi thứ hen rồi đặt cái khác nha. Bây giờ lâu quá chắc nó là thất lạc rồi. Dê 51 Trần Hà nè, rồi dê 51 cho Phương Lý. À rồi 51 là 48 hay đó. Rồi Hương Lý có dê 51. Rồi Nhung Son. Nhung Son có dê 51 luôn. Sửa lại cái mã này cho tí này. Rồi bây giờ qua cái bông này cho nó đây. Rồi 51 hết nha. 52 có mấy bộ nè. Dê 52. Đó. Tiếp giờ làm cho mấy chị dễ thấy. Dê 52 nha. Dê 52. 51 còn nè, 51 còn. 51 nha Trần có nha, 51 là cái tròn tròn này nè, đó, 51. Rồi cái này dê 52. Rồi dê 52 cho tiếp nha, 3 bộ nè. Rồi chốt đi mấy chị, tại vì nó trùng bông tiếp chưa có sọn ra được, mọi người thông cảm nha. Nãy giờ sợ bị trùng á. Rồi dê 52 chốt đi, 52 có 3 bộ. Chưa giờ thời gian để sọn. Dê 52 chốt cho chị Trần Hà. Đây nha, 52 cái bông nè. Rồi Trần Hà có dê 52, dê 52 3 bộ nè. Thanh dê 52, chị Tuyết Vũ Thị dê 52 rồi ok. Còn bộ dê 52 nữa, còn bộ ở dưới nữa. Ai lấy chốt nha, 52 còn bộ.
Rồi cái này nhiều nè. 52 em còn bộ nha. Rồi Hương Lý có dê 52 luôn. Đủ chưa? Đủ chưa? Rồi Kim Thảo đồ hồi nào em? Đủ rồi. Rồi dê 53 là má này nè. Rồi xem 100.000. Rồi Hương Lý có 52, 51, 52 có rồi. Bây giờ qua 53. Dê 53. Rồi qua dê 53 nha. Rồi chốt đi cả nhà ơi, dê 53. Đó, cái này lựa cho mọi người cho dễ nha. Rồi chốt cho tiếp dê 53. 58, 60kg trở lại. Chốt cho tiếp mã dê 53 nha. Đây, đây là mã dê 53. Rồi, Phương ghi dê 53 nè Phương. Rồi 53 cho tiếp nha. 6 bộ 100k, xe 100k. Dê 53 cho Hà Thanh 1 bộ. Dê 53 cho Đặng Tiên 1 bộ. Rồi 53 lên đi mấy chị. Rồi dê 53 Đoàn Trần. Kim Thảo đi đơn rồi, không có dồn được em. Rồi cái nào mà chưa chốt mới đi dồn được. Giờ chốt rồi sao dồn. Rồi dê 53 nha. Bạn Trần có dê 53 rồi. Rồi 53 còn nè. Rồi ton hé chị, đúng rồi em đang lấy ton mà. Đây cái mã này nãy còn nè. Dê 5 mấy nè. Có comment á. Có cái comment á. Dê 52 còn bộ. Rồi qua dê 54 nha. Thì cái nhìn hồi cũng chán ngán lắm chứ bộ. Rồi dê 53 chốt cho Phương Duy. 53 còn không? Ngọt Bắp có dê 53. Rồi qua dê 54. Còn dài nha cả nhà, xem 100.000 dê 54, dê 53 còn không? Vân Trần dê, dê là dài đó chị. Rồi dê 54 nha. 58, 60kg trở lại dê 54. Rồi 53 tiếp hết nha. Chứ còn dê 54 đang cầm nè, 3 bộ. 58, 60kg trở lại dê 54. Rồi tôm sạch không có. 53 hết rồi, còn dê 54. Còn dê 54. Rồi không có tay ren. Rồi An Nguyễn có dê 54, Đặng Tiên có dê 54. Trúc Vân Nguyễn dê 54 rồi, hết dê 54 ha, hết dê 54 đặt hàng dài số điện thoại nha. Mi Trang này dê 54 hết rồi, qua dê 55. Dê 55 nha, 58 60kg cho loại dê 55. Rồi chốt đi mấy chị, dê 55. 5 bộ. Rồi cảm ơn chị Nguyễn Cường. Dê 55 cho em, 54 em hết. Rồi qua dê 55 cho em nha. 58, 60kg cho đọc. Rồi xe 100k. Hãy dê 55. Rồi cho em dê 55 kèm số điện thoại. Dê 55 kèm số điện thoại nha. Hãy dê 55 kèm số điện thoại giùm em. Dê 55. Rồi Đoàn Trần cuối like đi đường. Ok khách. Dê 55 kèm số điện thoại. Dê 55 kèm số. Rồi dê 56. Dê 56 cho tiếp nha. Dê 56 nè. Rồi dê 55 Mi Trang lên số rồi chị ơi. Số dính liền là không có lưu được số điện thoại. Rồi dê 56 cho tiếp nha. Dê 56. Dê 55 Lương Nguyễn. Rồi dê 56, 55, 56, 53 hết là Phạm Hoa. Dê 55 và dê 56. Dê 55 và dê 56. Mi Trang lên số lại chắc rồi. Rồi Loan Kim. Loan Kim ở ấp Tân Mỹ, Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương. Giao hàng tới nơi nói là không có đặt gì hết. Loan Kim nè. Dê 55 cho Phúc Minh. Bên em giao tới nơi chị nói không có đặt gì hết. Sao vậy chị? Bên em gọi chốt đơn mà. Dê 56 cho Phúc Minh.
My Trang lên số này chị, không lên số không chốt đơn được mà lên cái số điện thoại thôi, để ở đây lưu số. Che 56 là Vân Trần. Rồi dê 55, dê 56. Dê 56 cho Nguyễn Hạnh. Rồi em hết 56. Rồi cái này dê 57 cho em nha, dê 57. Dê 57 nha, quần dài nha, 58 60 ký cho lại dê 57. Dê 57. Dê 57 có 2 bộ. Rồi dê 57. Dê lý dê 56 48 để gì chị? 56 mình còn không? Dê 56 hết nha, dê 57 2 bộ. Dê 57. Ôi, cái này ống rộng, ống rộng đợi xíu. Ống rộng, cái này là ống rộng. Rồi đặt hàng kèm số điện thoại, kèm cái số điện thoại đi My Trang ơi, lên một cái số đi chị. Bây giờ điện thoại của chị không lưu được nè, chị dính liền như vậy không lưu được nè. Ngô Hằng dê 57, Phúc Minh dê 57. Rồi dê 58. 58 60 cái trở lại dê 58. Dê 58. Rồi đang like dê 58. À dê này còn dê 57 còn rồi. Đặt hàng kèm số lên. Rồi dê 57 Hà Thanh có 1 bộ. Dê 58 cho Ngân Trần. Rồi Ngân Trần có dê 58 nè. Dê 58 còn 3 bộ. Dê 58 58 nè cô. Rồi dê 58. 58 60 ký trở lại nha, dê 58. 58 60 ký trở lại dê 58. Phúc Minh có dê 58. Rồi dê 59. Dê 58 cho Bằng Lăng. Rồi cái này dê 59. Dê 58 mình còn không? Nguyễn Hạnh dê 58. Rồi hết 58. Dê 59 2 bộ. Dê 59 cho Ngân Trần 1 bộ. Dê 59 còn bộ, 58 hết. Rồi dê 58. Rồi dê 58 chốt cho Diễm Nguyễn dê 58. Mới có 58 mà sao đặt tới 59 vậy? Em đọc mới 58 rồi mấy chị. Rồi mã này em đang cầm dê 60. Phải nhiều khi chưa coi kịp cái bông. Đang cầm dê 60. Em sợ mấy chị đặt không đúng, mà đặt là dê 60. Đừng cười, mắt tập trung. Rồi dê 60 nè. Rồi Hạnh Ngọc có dê 60. Rồi đây đang cầm là dê 60. Rồi mấy chị đặt cho đúng đi sao em sợ lộn. Rồi Hương Lý có dê 60. Trần Hà có dê 60. Rồi Ngân Trần của đây video ok. Rồi dê 60 em cộng bộ. Rồi dê 60 Thanh Thanh. Rồi dê 61. 60 tiết hết. Dê 61 58 60 tiết trở lại dê 61. Chuẩn bị qua 2 ít cả nhà ơi, chuẩn bị qua 2 ít. 60 còn bộ không chị? 60 còn bộ hả? Dạ. Rồi chi kim với 60. Chuẩn bị qua 2 ít nha.
chuẩn bị qua 2 ít. Rồi cái này là dê 61. Dê 61. Rồi cường cú dê 61. Rồi hết 60 rồi cả nhà. Tí đang like dê 61. Rồi tiếp đang like là dê 61 nè, chuẩn bị qua 2 ít nè, 2 ít là 62 chứ. Phúc Minh dê 61. Rồi dê 61 đang cầm cho tới dê 61. Rồi chị Phúc Minh này 5 bộ này chị đặt thêm chị cọc nha chị. Rồi đặt hàng kèm số điện thoại, một size giờ dê 61. Rồi size này là 58-60kg rồi. Rồi thấy Nguyễn Huy nha, thấy nha. Dê 61 Cảnh Vân. Rồi em còn dê 61, dê 61 Bằng Lăng. Rồi dê 61 còn chuẩn bị qua 2 ít nha. Dê 61 Ngô Hằng. Rồi mấy bộ nữa qua 2 ít cho mấy chị nè. Rồi còn 4 bộ này nữa qua 2 ít nha. 2 ít là 62 chứ. Rồi dê 62 58-60kg trở lại. Quần dài. Rồi dê 62. 1 bộ 2 bộ 3 bộ. Dê 62. Rồi dê 62 thì như tròn cọc đi em chốt em. Rồi dê 62 nha, tròn dê 62. Rồi chốt cho biết mã dê 62 nha. Dê 62. Rồi Lung Nguyễn hơi tiếc báo rồi bạn. Bạn đặt nhiều bạn phải cọc chuyển khoản tiếp mới chốt được. Dê 62 mi trang. Đồ hồi sáng tiếc like hết rồi. Rồi dê 62 ngọt bắp. Rồi dê 63. Sáu hai mình còn không? Còn. Rồi dê 62. Hạnh Ngọc xả đơn, xả không chốt lại. Giấy nó tiết ra này. Dê 62 mình còn. Dê 62 Ngọc Bắc. Ngọc Bắc chốt cho trời quên. Ngọc Bắc chốt rồi ạ. Dê 62 Bằng Lăng. Nó xả là em phân tâm là lộn hết trơn. Cọc chuyển khoản chị 100k. Cọc chuyển khoản 60 chị, mã 60. Dê 63 có 1 bộ 1 58-60kg trở lại. Dê 63 đặt hàng mã kèm số điện thoại. Chị không có nhận cọc cạc. Em chị nhận chuyển khoản là em Lương Nguyễn, bên chị đâu có nhận cọc cạc. Cọc chuyển khoản. Rồi đây qua cái 2x là 2x không trọng luôn ta. Qua 2x không trọng cho thắt nha. Cô nàng vui tính. Rồi số tài khoản trên trang đang like thoát ra. Rồi kéo xuống bên dưới nha. Kéo xuống bên dưới có đầy đủ thông tin bên dưới. Rồi bên tí không có nhận cọc đạt. Bên tí chị nhận chị. Có em. Mi trang dây 63 rồi ok. Mua bao nhiêu mới cọc hả? À? Mua trên 5 bộ nha, khách mới ở trên 5 bộ thì cọc dùm tiếp. Xen kẽ cái ống rộng 2x cho khách nè. Rồi xen kẽ ống rộng 2x nha. Đợi tiếp, tiếp cắt ra, đợi tiếp cộng cái nè. Ống rộng 2x nha cả nhà ơi. Đây 2x ống rộng. Mẫu này chưa lên, nãy giờ chưa lên. 2x ống rộng nha, lên nè. Chuẩn bị đi 2x 62 có 3kg nè. Ống rộng 2x. Rồi em ơi, chị đâu có nhận đâu. Em cứ lấy cạc là em nạp đi. Chị đâu có nhận cọc cạc đâu. Rồi em qua ống rộng nha. Ống rộng 2x. Dạ, 3 bộ không cọc đúng rồi chị. Bây giờ chị mua trên 5 bộ thì chị phải cọc. Đúng không? 3 bộ không cọc là đúng. Còn bây giờ trên 5 bộ là phải cọc. Rồi đây nha.
đây cả nhà ơi, Lung Nguyễn là bên Tiết đâu có nạp đâu mà giỏi thì bây giờ bạn nạp đi, Tiết đâu có nạp đạt của bạn đâu mà bạn nói. Bên Tiết nhận chuyển khoản mà bên Tiết đâu có nạp đâu. Rồi đây nè, size 2X nha, 62-63 ký nè. Rồi cái ống này là ống hơi rộng xíu nha, à, nhìn cái ống nha, ống suông suông rộng rộng nha, đó để ý giùm Tiết nè. 63 ký trở lại mặc được nha, quần có 2 túi. Rồi giá sale 100k, ai nhìn giùm Tiết nha. Cái này là nó ghi là ống rộng đó. Nói chung mình mặc rộng rộng suông suông không có quá rộng đâu, nhưng mà mặc thoải mái. Trời ơi, em gửi vô máy chị mày, chị có nạp đâu mà em nói, sao ngộ thiệt chứ. Em gửi là chuyện của em, còn cái này chị không có nạp thì cái thẻ cào của em nó còn tiền ở đó chứ mất đi đâu. Bây giờ em lấy em nạp chứ chị có nạp đâu mà em nói hoài vậy. V63 hả? Rồi bây giờ qua này. V64 nha. 62-63 cái cơ lạc rồi thiệt chứ. Đang thèn tiếng không chết. Em nạp là chuyện đó, là em gửi cái mã thôi, em có nạp vô nào của chị đâu. Em gửi bây giờ chị không có nạp thì cái thẻ của em nó còn y nguyên. Rồi bây giờ chốt em nè. Mã này V64 nha, 62-63 chứ trở lại V64. Rồi V64 nè, chốt đây để tiếp. Rồi V64 nha. Thôi mấy bộ ghê sao buồn. Chưa có sọn ra đúng luôn á. Rồi ghê sao buồn 2 bộ. Rồi chốt cũng mã này ghê sao buồn. Vì bá ghê sao buồn. Rồi chốt vậy cho em đi. Rồi V65 không có like không, chiều nay like toàn V65. V65 nha, 62-63 ký chứ lại V65. Đây bông này nha, V65 nha. À V65 nè, chốt đi cả nhà. Đừng có bán gì. Không có sao. Rồi V64 Phạm Hoa nè chị, còn sót một bộ nha. Rồi V65 cho tiếp nha, đang cầm V65. Bông nhịn hồi nó chán đó chị ơi. Đó, bông hồi em nhìn em cũng chán chán nữa. Rồi V65 nha, chốt giùm em 2 bộ. Rồi V65 Ngọc Ngọc, V65 Mi Trang. Đây 65 đang cầm 2 bộ. Hay lên cái này là dễ nhất nè, cái dễ nhất luôn nè. Dê đỏ. Dê đỏ là dễ nhất luôn. Dê đỏ cả nhà ơi. Ống rộng nha, dê đỏ. 62-63 chứ trở lại. Rồi dê đỏ nè. Dê đỏ, dê đỏ dễ nhất luôn, 3 bộ. 62-63 chứ trở lại nha. Rồi chỗ bị dê đỏ, 3 bộ. Rồi dây đỏ nha, 3 bộ nha, 62-63 ký trở lại. Đó, quần này ấm như thế này nha, ấm rộng nha. Rồi 62-63 ký. Phải cái size này 2X, 62-63 ký, dây đỏ. Rồi Thúy An có dây đỏ. Rồi tiếp tục cho em dây đỏ nha. Dây đỏ nha tròn, dây 65 tiếp hết. Dây đỏ cho Đặng Tâm. Không có like thun chị ơi, không có like thun. Không chỉ like buổi sáng thôi. Rồi bây giờ V66 nè. 62-63 ký. V66. Đẹp quá trời nè, cái này sang nè. V66. Rồi cho em V66. Tay V66 lên hàng quá đẹp luôn. V66. V66. Rồi V66 nè. V66 do Cường Tú à, V66 chốt đi mấy chị. Mi Trang V66. Rồi đây cả nhà V66 nè. Thảo Quỳnh V66 mà 66 này sang nè. Rồi Vì Bá V66 này, gần 66 không? Rồi V67 nè.
62, 63 chứ trở lại nha. Dê 67 ống quần này nó hơi rộng rộng xíu nha. Đó. Rồi dê 67. Rồi dê 67 nha. Rồi xem 100k cho mấy chị chốt cái em mã dê 67. Dê 67 nè. Rồi chốt cho em đi. Dê 67 nha. Dê 67 3 bộ. Dê 67 Nguyễn Thanh Tâm 1 bộ. Rồi dê 67 em có 3 bộ. Rồi dê 67 Mi Trang dê 67. Rồi Mi Trang đặt thêm cặp cho em nha Mi Trang ơi. Đặt thêm cặp cho em. Dê 64 62 hot nha. Like tới 67 rồi chị. Rồi dê 68. Rồi ống rộng rộng như thế này ha. Dê 68. Rồi em Ngọc Ngọc đi đơn khỏi gọi. Dê 68 nè cả nhà ơi. 62 số 3 đi trở lại dê 68 cho em. Rồi 68 có 1 bộ thôi. Rồi dê 68 em có 2 bộ. Rồi dê 68 nha. Đây nữa 3 bộ. Mỗi này sai 1. Dê 68 2 bộ. Rồi đặt hàng đúng mã kèm số điện thoại 67 mình còn không? Dê 67 thì Cẩm Vân, dê 68 thì Cường Tú. Đặt hàng mã kèm số điện thoại Ngân Triệu. Dê 68, 62, 63 chứ trở lại dê 68. Rồi dê 69. 62, 63 chứ trở lại chốt em dê 69. 62, 63 chứ trở lại dê 69. 62, 63 chứ trở lại nha dê 69. Dê 69 có 2 bộ. Ủa đây còn nữa. Dê 69 nha. Rồi em Hồng Dương ơi, chị không có thời gian chị soạn một bộ đó em. Không có thời gian soạn em ơi, hồi trang like rồi không có soạn được. Dê 69. Rồi giá sen 100k dê 70. Rồi dê 70. Rồi xem 100k nha mã dê 70, xem 100k đặt hàng kèm số điện thoại. Rồi đặt hàng kèm số kèm số điện thoại dê 70 Nguyễn Thanh Tâm à 70. Dê 70 Mi Trang ơi đặt hàng. Đặt thêm cọc đi chị, khách mới em chốt 5 bộ trở lại rồi chị ơi. Mở lại cho em đi, em tự nhìn cho dễ. Rồi, đặt thêm cọc cho em nha. Rồi, dê 71. Dê 71 cho em. 62, 63 chứ trở lại dê 71. Rồi, em xíu em qua quần lửng nha. Lửng 90. Dê 71. Rồi, chốt lên cho em dê 71 nha. Rồi dê 71. 62, 63 cứ cho lại chốt cho tới dê 71. Rồi dê 72. 62, 63 cứ cho lại dê 72. Rồi cọc ít nhất 100k. Chuyển khoản cho tiếp nha. Rồi chuyển khoản mình tiếp nha. Cọc ít nhất 100k. Cái cọc sẽ dê 72 phải không? Cái đó 71. Rồi dê 72 đang cầm. 62, 63 với chơi là dê 72 đang cầm nha. Chuẩn bị qua quần lửng nha. Rồi chị Ngân Triệu ơi, mỗi bông một bộ. Chị lấy 2 bộ là bị trùng bông. Chị đặt cho đúng đi chị. Mỗi bông là một mã số nha. Đó, 69 là một bông, 70 một bông. Rồi dê 72 đặt cho đúng. Dê 72. Linh
Phan V72, Thảo Quỳnh V72, V71 Duyên Linh. Rồi cái này V73. Rồi V73. 62, 63 tiếp cho lại V73, tiếp có 2 bộ. V73 2 bộ nha. Rồi V73 2 bộ. Rồi V73 2 bộ. Rồi đẹp quá nè. V73 cho chị Đặng Tâm. V73 Duy Mai Nguyễn. V73 có 2 bộ em hết. Rồi em qua V74. Đấy em qua quần lửng lại cho nha. Quần dài có 2 mẫu thôi, đấy em qua quần lửng. Rồi V75. V75. Rồi 62, 63 chứ cho là dùm em V75. Em có 1 bộ à, 1 bộ. V75 này em có 1 bộ nha, V75. V75 Anh Tuyền Trần. Bông thì cái nhìn cũng tay 75 còn đây. Em nhìn bông mà em cũng say sẩm mặt mày. Rồi Anh Tuyền Trần V75 Diễn Diễn có V75. Rồi 75 em hết nha. Má này dê máy này chị Quyên. Này chị Quyên đang cầm cũng hoặc màu xám xám á. Giống không? Má mấy? 73. Rồi V73 nha Thuy. V73 là bộ này. Này một ít. Rồi 75 hết. Rồi tiếp đây nha, còn mấy bộ nữa. Mấy chị muốn qua lửng thì lát tiếp qua nha. Tại vì cái hàng này tiếp có 2 kiểu thôi à. Dê đỏ tiếp còn nè. V73 tiếp hết nha, dê đỏ thì cả nhà ơi. Màu đỏ mình ghi là dê đỏ cho tiếp nha, 62, 63 chứ chưa là. Dê đỏ 62, 63 chứ chưa là, dê đỏ. Rồi chốt cho tiếp nha, dê đỏ 2 bộ 62, 63 chứ chưa là, dê đỏ 2 bộ. Giờ này họ chuyển khoản sao rồi, giải thích sao giờ? Ở chuyển khoản là sao rồi, giờ giải thích sao giờ? Rồi. Rồi, V80 cho em đi, V đỏ cho Quỳnh Hồng. V80 nha, 62, 63 chứ nè. Rồi, V80. Chuẩn bị qua lửng nha. Lửng không lạnh chịu không? Qua lửng không lạnh nha. Rồi cái này cho em đại V81 luôn đi. Rồi V81 nha. V81 2 bộ. Có 263 chứ lại V81. Nguyễn Thanh Tâm V81, Thí An V81. 81 mình mấy bộ? Rồi 81 tiếp hết. Rồi bây giờ quần dài á, thì tiếp vẫn còn. Một lát tiếp quay lại khách chịu không? Bây giờ tiếp like quần quần lỡ cho khách nha. Lỡ cho khách chịu không? Qua lỡ cho khách nha. Qua lỡ nè, lỡ không chậm nè. Rồi tiếp đi đi thay một bộ khác. Nguyễn Thanh Tâm không nhớ mấy bộ nữa. Rồi qua lỡ lắm rộng nha. Rồi cái này nó cũng chà bá luôn á. Rồi đợi đi tiếp đi, hai quần lỡ, lỡ 90 dài 100.
Trời ơi, quá trời xuất sắc luôn. Rồi mấy chị ơi, nó có cái nơ ở đây mấy chị ơi. Xuất sắc, đứng ra xem nè. Lỡ ấm rộng mấy chứ ơi, trời ơi. Em mặc một ít mà nó to nè. Em mặc một ít nha, một ít này là 60kg trở lại nha. Rồi, đây, nhìn kỹ giùm em nha, cái ma nhà này nó ma như vậy đó. Rồi, một ít này 60kg trở lại. Ngắn còn không em? Ngắn, ngắn hả? Ngắn về em lay nè. Em lay nhau ngắn nè, dài vẫn còn, về em lay ngắn. Rồi, đẹp chưa? Rồi, bây giờ là, cái này là ghi cho em mã chữ L nha. L là lửng á, tại vì lửng 90, V là 100. Cái này ghi em L1. L1 nha mấy chị nha. 60kg trở lại cho em. L1. Quá đẹp luôn. L1 mấy chị ơi. Giấy nào cao 62kg được nha. Ống rộng, ống rộng. L1. Này chắc 62kg đi mấy chị ơi, 62kg nha. Hàng này size to. Hàng này size to không có nhỏ, nhỏ lá em qua hàng khác. Nhỏ là có bông, còn cái này sọc thì to nha. L1 62kg chứ là. Rồi chị bật tí vỏ là em không có lấy chị. Bữa chị xả đơn mẹ không chốt lại chưa. Rồi L2 62kg chứ là. Rồi L2 giùm em nha. L1 là em mặc, còn cái này L2. Rồi L1 L2 chốt đúng hả, em chốt cho mình. 1m55 mà nặng 59kg mặc được chị. Được nha chị ơi. Rồi L1, L2 đi nha mấy chị. L là 90.000 mà D là 100.000. Rồi em mặc là L1, em cầm là L2 ghi mã cho cái này. L2. Em có bông nữa, bông này nó có nhỏ, bông xíu em lên. Rồi L3 62kg trở lại. L3 62kg trở lại nha. L3. Rồi L4 62kg trở lại. Mã L4. L3 Bảo Ngọc quá. Rồi L4 62kg trở lại. L4. Rồi L5 62kg trở lại. L5. L4 ghi Mai Nguyễn. L6 62kg trở lại. L6. Rồi 62kg trở lại. L6. L5 cho Thúy An. Rồi Thúy An này cũng mới đây ta. L3 mình còn Thúy An khách mới nè. 5-6 bộ nè. Mình đặt thêm cọc dùm tiếp L3 hết. Rồi L7 62kg trở lại. Mã L7 62kg trở lại nha. L7. Rồi L8 62kg trở lại. L5, L3 hết rồi chị Hà Minh Nhật ơi. Rồi L7 Hương Nguyễn Bình. Rồi đây là L8 62kg trở lại. Theo 90 L8. Rồi L theo 90. Rồi L9 62kg trở lại. Theo 90 L9. Rồi 62kg trở lại. Sale 90 mã L9. Rồi L10 cho em luôn. 62kg trở lại. Sale 90 L10. Rồi L10 em sale 90 L10 nha. Sale 90 mã L10.
bông tôm của mình đâu hết rồi ta. Em qua đây cho em. L10 trực tiếp Phủ Thị. L7 hả? Ủa? Cái hàng kia kìa. Thôi cũng được, quăng đại đi để em lay. L9 Hà Minh Nhật. À đúng rồi, đúng rồi. Rồi đây luôn. Rồi rồi đúng rồi. Rồi đúng rồi, dữ sợ. Rộn thơ luôn. Rồi L12 58 chứ trở lại nha mấy chị. L12 này ống nhỏ nha. Đây L12 58 ký trở lại. Rồi chốt cho tiếp mã L12 58 ký trở lại. L12 58 ký trở lại. L12 L xanh đen 58 ký trở lại. Rồi các ống quần nha mấy chị. L xanh đen giùm em nha, 58 ký trở lại. L xanh đen. Hồ thì chứ em chuyển khoản. Rồi nhận cọc 200. Rồi mã này cho em L13 nha, 62 ký trở lại. L13. Rồi đặt hàng kèm số điện thoại giùm em. Chốt đúng mã. L13 62 ký trở lại giùm em nha. L13. Rồi 13 ghi giùm tiếp nè. Mã 13. L xanh đen cho Trần Út. Rồi ok khách. L xanh đen. Mã này chốt chi tiết L5 nha, 58 ký trở lại. Rồi chi tiết Phụ Thị đi đơn ok chị. L1 là bộ nào? Bộ nào L1 Phạm Hoa? Nó đọc nào L1 đâu chị? L1 là bộ em mặc hả? Rồi quần dài còn em lát mới quay qua. Tại vì nãy giờ like quần dài không mà like quần dài xong rồi khách đi hết trơn à. Giờ quay qua quần lỡ. L1 bộ nào phải bộ em mặc không Phạm Hoa? L5 ha, quần dài còn nè, mà nãy giờ không ai đặt hết. Bây giờ qua quần lửng. L5 Phạm Hoa. L1 bộ nào chị? Tại giờ like qua rồi không biết bộ nào. Mấy cái mã này không có L1. Rồi cái này L6 nè, 60-62 chứ chơi lại. L6 60-62 cái L6 thì dịch tiếp là L6. L5 Hà Minh Nhật. Rồi L7 nha, 58 ký trở lại. L7. Rồi 58 ký trở lại. Mã L7 thì 7 giùm tiếp nè. 58 ký trở lại. L7. Rồi Phạm Hoa bộ em đang mặc. Ok chị, ok nha chị. Rồi L8 nha, 60 ký trở lại. L8 60 ký cho. Rồi Nhung Phan hai bộ sọc quần lửng ống bự. Rồi ống bự. Đưa đây chứ chờ lên cho hai bộ sọc khác nhau đi. Không cái này tự tự vậy. Rồi. Rồi Nhung Phan nè. Chị lấy em hai bộ sọc quần lửng 62 ký ống bự. Đây. Một bộ. Hai bộ nha, hai cái sọc khác nhau. Rồi Nhung Phan lên lại xuyên thận lần nữa cho tiếp nha. Rồi mã này L8 cho tiếp nha, 60-62 ký chứ là L8 ghi mã hình tiếp nè, 8 nè. Rồi L11 nha,
62 ký trở lại L11. L6 là thấm lê. L11. 60 62 ký trở lại L11. Rồi L26, 62 ký trở lại L26. Rồi 62 ký trở lại L26. Rồi L đỏ 60 ký trở lại. L đỏ 60 ký trở lại. L26 cho Quỳnh Hồng. Mã này chốt cho tiết L15, 62 ký trở lại L15. Rồi 62 ký trở lại nha, L15. 62 ký trở lại L15. Rồi L3, 60 ký trở lại L3. 60 ký trở lại L15, Di Mai Nguyên. L24, 58 ký trở lại L24. 58 ký trở lại mã L24. 58 ký trở lại L3 mình còn. L3 chốt rồi. L3 chốt rồi, Trần Út. Đâu? À, L3 Trần Út ok có nha, L3 có. Mã này L25. L26 hết rồi, thấm lên. Cái này L25 nè. 58 ký chưa ạ? L8 cho Chi Kim. Mã này L25 nha, 58 ký chưa ạ? 25 ghi cho tiếp nè. L25 58 ký chưa ạ? L33 62 ký chưa ạ? Rồi Trần Út có L3 tí lấy rồi, lấy rồi. Đang xếp ở bên dưới. Rồi L33 62 ký trở lại L33 nha. 62 ký trở lại L33. L20 60 ký trở lại L20. Rồi 60 ký trở lại nha, L20. 60 ký trở lại. L33 cho Nguyễn Hằng. Rồi L13, L20 cho Trần Út. L13 nha, 58 ký trở lại L13. 58 ký trở lại L13. L18 nha, 58 ký trở lại L18. Rồi 58 ký trở lại L18. Ký không có đồ chị. L19 60 ký trở lại L19. Rồi L19 60 ký trở lại. Rồi 20 chốt rồi, Hà Minh Nhật ơi. L19 nha, 60 ký trở lại. Rồi mã L19. 19 có 2 bộ nha. 60 ký trở lại. Rồi Trần Hoa Hậu ghi gì chị? Rồi L18. 58 ký trở lại L18. 58 ký trở lại L18. L12. 60 ký trở lại mã L12. 60 ký trở lại L12. Sáu mươi ký trở lại L12.
có hình mà. L19 Hà Minh Nhật. Chẳng quá hậu ơi, bán đồ bộ mà quần lẻ đâu mà chị với chị hỏi hoài vậy? Còn chị nghĩ đi, cái quần bông này chị mặc chứ cái gì mà chị hỏi quần lẻ? Rồi ta ấy nguyên bộ vậy hỏi có quần lẻ, rồi quần này chị mặc chứ cái gì mà chị hỏi quần lẻ? Ngộ thiệt chứ. L13 58 chứ chứ là nguyên bộ người ta bông vậy rồi lấy quần lẻ mặc chứ gì? Trời ơi, lửng vậy có quần lẻ không, rồi cái áo để cho ai? L13 58 chứ chứ là hỏi vậy mà cũng hỏi nữa. Rồi L xanh đen 57 chứ chứ lại L xanh đen 57 chứ trở lại. Rồi mã này cho em L3362 chứ trở lại L3362 chứ trở lại L33. Rồi L262 chứ trở lại mã L2. L262 chứ trở lại L2. Tường Tú L2. L24 58 chứ trở lại L24. 58 chứ trở lại L24. Mã này L34 58 chứ chứ là 24 nó còn có gì mã không? Rồi L34 58 chứ chứ là L34 có cái bèo ren 34 gì gì tí L34 L35 58 chứ chứ là L35. Rồi 58 chứ chứ là L35 ghi luôn L35. 35 2 bộ, L35 2 bộ. Rồi Na Thi nè. Không có nghe điện thoại em không có gửi hàng nè, chị là không nghe điện thoại là em không có đi hàng chị ơi. Khách mới không nghe điện thoại không có đi hàng nha. Rồi Na Thi nè. Bên em gọi chốt đơn chị, khách mới hôm qua em có báo rồi, không nghe điện thoại bên em không có đi hàng chị. L33 chốt cho Thấm Lê. L34 quanh Lê. Mua hàng không nghe điện thoại thì làm sao mua tá giao hàng? Đi hàng em chưa chị, đi rồi em. Ba hết rồi nha Thi. Mã này L xanh đen 60 kg là L xanh đen. Rồi L xanh đen 60 kg cho lại L xanh đen. Rồi bây giờ qua quần dài lại nè. Quần dài nha cả nhà nha. Rồi quay lại quần dài cho mọi người mua nè. Đó xem kẻ có dài có lỡ. Thôi lai cục lỡ đi, đây còn lỡ. Rồi đang lai cục lỡ nữa đi. Đây lỡ này đẹp. À lỡ nha. L35 cho Thấm Lê. Rồi qua quần lỡ lại nha.
Rồi quần lõn nha, chốt chữ L cho tiếp nha. Rồi cái này tầm 56, 57 phía trở lại. Quanh lê mua số. Rồi quanh lê mua hàng không có số rồi sao chốt đơn chị? Quanh lê nè, lên số điện thoại nha. Không lên số điện thoại đọc thời là không có chốt hàng được chị ơi. Rồi chốt cho em. Rồi có cái nơ trước, có cái nơ sau lưng. Rồi mã này chốt cho em nha, 5657 phía trở lại. Rồi không có size L, L là chữ lửng chứ không phải là cái size nha. L là chữ lửng, D là chữ dài. Bên em không có nhận cọc nào 20.000 hết chị. Bên em nhận ít nhất 100.000. Có nhận 20.000. Chị Nga Thi, em đâu có nói gì đâu chị Nga Thi. Nga Thi, còn kia là Na Thi. Nga Thi là em không có nói gì, em đang nói Na, Na Thi. Rồi bên em không có nhận cái gì 20.000, ít nhất 100.000 chị ơi. 20.000 giờ làm cái gì? Thí dụ em nói nè, tiền cước ta 30.000 một chuyến rồi, cước đi cước về 60.000, 20.000 làm cái gì? 20.000 là không còn cọc. Bên em cọc ít nhất 100.000. Rồi bây giờ em qua lỡ này nha. Chị Nga Thuy, Nga Thuy mới, em không có nói gì hết, em đang nói chị Na, Na, Na Thi. Rồi bây giờ chốt cho em nha, mã này chốt cho em L nha. L là lửng. Trời, không phải là size L, L là lửng. Rồi đây, đẹp nha. L1 lại đi. 57 chứ chứ là L1. L là lửng, lửng là 90.000. Dê, dê là dài, dài là 100.000. Đó, đơn giản thôi, không phải là size L, size gì hết. L1. Rồi L2, 57 ký cho lại. L1 cho Nguyễn Truyền. Rồi L2, 57 ký cho lại. Mã L2 có cái nơ sao? 57 ký cho lại. L, cây 90.000. Rồi L3. Rồi cái này 57, 58 ký cho lại thôi nha. L3, L1 hết. L2, L3. 57, 58 ký cho lại. L3. Rồi L4, 57 ký trở lại. L4. Cúc bỏ hôm bữa mua hàng gọi điện không nghe máy. L5, 57 ký trở lại. Kim Anh mã kèm số. Đặt hàng mã kèm số. L2 Hà Minh Nhật. Rồi cho em mã này. M là mấy quên rồi. Ở dưới là mấy? 4 rồi không? L5 nha. Rồi 57, 58 cho lại. L5 mã kèm số điện thoại. L4 cho Nguyễn Truyền. L5 Hằng Nguyễn Thị. L6, 57 cái chứ lại. L6. L6 nha, 57 cái chứ lại. Mã L6. Rồi L7. 57 cái chứ lại. L7. Rồi cái này đẹp nè. Bông này đẹp ha. L7. 57 ký trở lại. Mã L7. Kim Anh có L7. Rồi L8. 57 ký trở lại. Mã L8. 57 ký trở lại cho tiếp nha. L8. L là sale 90. Dê là dài. Dài là sale 100. Rồi L9. Phương Nguyên ở Châu Thành Bến Tre nè, bữa mua hàng gọi điện chốt đơn không bắt máy. L9, 57 ký trở lại. Rồi L9 nha, 57 ký trở lại. Mã L9.
L8 cho Nguyễn Thị Ngọc. Rồi L9 cho bé 8. L6 cho Phạm Hoa. Rồi L10 này đẹp nè, 57 chứ lại L10. Rồi L10 nha, 57 chứ lại mã L10. Kim Anh có L10. Rồi mã này L11, 57 ký trên lại L11. 57 ký trên lại L11. L12. 56 ký trên lại L12. 56 ký trên lại Nguyễn Truyền của Lai Di Đơn. L11 bé 8. L13 57 ký trở lại. L13 57 ký trở lại. Rồi bộ mặt hết rồi em, còn màu khác. Rồi gọi không được em xả rồi chị Phương Nguyễn thôi. Gọi không được xả rồi chị. Mua hàng gọi không nghe máy, đâu có dám giữ đâu. L14 nha. Cái này 58-60kg trở lại L14. L10 hả? L14 58-60kg trở lại L14. Na Thư bây giờ em kêu nhân viên gọi liền nè chị, nghe máy nha chị. Cái Na Thư này kêu vô chốt lên gọi liền. Hạnh Trang ơi, bây giờ có em nhiều hàng, em đặt hôm nay em cặp cho chị đi, chị chốt cho em ơi. Rồi của em là bữa là nhiều rồi đó, em cặp cho chị đi, chị chốt thêm cho em. L14 cho Hiền Trần. Rồi L15 nha, 58 chứ chứ lại L15. 58 chứ chứ lại L15. 13 mình chốt chưa? Chưa chị. Hứa Ma mà Hứa Ma Ta L13. Rồi L16 57 chứ chứ lại L16. L15 cho Nguyễn Thị Ngọc. Rồi mã này chốt em mà L16 57 58 chứ chứ lại L16. Rồi L19 58 ký trở lại L19. 58 ký trở lại cho tiếp L19. L20 58 ký trở lại L20. 58 ký trở lại cho tiếp nha L20. 58 ký trở lại L20. L21. 58 ký trở lại L21. Rồi 58 ký trở lại cả nhà ơi L21. L20 cho Hiền Trần. L22 57 ký trở lại L22. L16 Bạch Ngọc Hân. L22 nha. Còn ai chốt 16 nữa? Không. Khác không? Khác kiểu. Khác kiểu. Rồi bé 8 xả đơn không bán nữa. Đặt hàng xả không bán nữa. Trưa nay bị gì rồi đó. Rồi xả không bán nữa. Rồi bé 8 xả đơn em không bán lại nữa nha. Đặt hàng kèm số giùm em L21 mình còn.
L21 cho Phương Na Bi, L22 Mỹ Anh Nguyễn. Rồi L2358 ký trở lại, L23 58 ký trở lại, L23 rồi L24 58 ký trở lại, L24 58 ký trở lại, L24 rồi bông đẹp đẹp không, L25 58 chứ chưa ạ, L24 cho thấm lê, rồi L25 58 chứ chưa ạ, L25 đó có lên dài nữa em, rồi L26 58 chứ chưa ạ, L26 58 chứ chưa ạ, L26 rồi L27 88 ký chưa ạ, L27 58 ký chưa ạ, L27 L26 Nguyễn Hằng, rồi L28 58 ký chưa ạ, L28 58 ký chưa ạ, L28 rồi L29 này 56 ký thôi, L29 56 ký cho lại, L29 56 ký cho lại, L29 L28 My Anh Nguyễn, L28 L30 58 ký cho lại, L30 L27 tiếp còn. L27 Hà Thanh Thảo. Rồi L30. L31. 58 tiếp cho lại, L31. 58 tiếp cho lại, L31. L32 56 tí chứ ạ, L30 cho Chi Nguyễn, L32 56 đi lại, qua quần dài lại nha, ghi chữ về cho tí đi, quần dài nha, quần dài 100k, quần dài 100k các cô ơi, trời qua quần dài. Rồi qua quần dài nha, 100k. Không có đùi, không có đùi. Quần dài 100k, mã dê nha, chữ dê vô. Chữ dê ra tiếp nha. Rồi 58 60 ký trở lại. Rồi chữ dê nha, quần suông, ống ua suông như thế này. Hai nha, quần này là quần ống suông. Rồi mới chết. L32 lã nào. Rồi ok, mi trà có L32. Không chị, cái này nó là nơ không à. Mình về cắt cái nơ ra được. Không được, cái này nó mai vô rồi. Không có cắt nơ được. Nó mai nơ không mà mấy chị. Nó mai có cái nơ này mai vô luôn rồi, không có cắt được. Mai dính vô rồi. Rồi Nguyễn Thị Ngọc đi đơn khỏi gọi. Ok, rồi em ơi quần dài cho mấy chị nè, quần dài này là ống này không phải ống rộng nha, ống này ống suông bình thường. Đó, ống bình thường. Cái kiểu mà có cái ren nè, cái ren ngang nãy trước mặt là ống bình thường, còn cái kia là ống rộng. Rồi,
chốt lại cho em nha, mã này là D1 đi. D1 cho tiếp nha. 58-60kg trở lại. Rồi D là 100k. D100k bộ mặt chốt rồi. Bộ mặt chốt rồi. D1 nha 100k. Chị này nói cho hôm qua ba bộ là sáng có gọi rồi, bị gì gì thuê bao không gọi được rồi, nãy em gọi cũng mất máy sáng vậy mà khi chốt ba mới đem vô cũng không nghe máy, gọi nãy giờ không nghe máy, còn hồi sáng thì bị thuê bao nè nè Na Thi nè, đó không đó kêu gọi gọi quá trời có bắt máy đâu mà kêu em đi hàng khổ không nè, hồi nãy em nói Na Thi nè mấy chị đó không, gọi quá trời gọi không nghe máy đó, rồi kêu chốt kiểu gì, sáng gọi thì thuê bao, chưa gọi thì không nghe máy, gọi từ sáng tới chiều không được. L25 còn không? Còn. L25 hứa Mata D1 cho Đặng Tâm, ok chế nè. Rồi chế Đặng Tâm có D1 nè. D1 em có 3 bộ. Đó, gọi thì thuê bao, gọi thì không mắc máy. Mà kêu đi đơn rồi sao em dám đi? Rồi 65kg không có. Rồi chế em nha. Bộ mặt khách chốt rồi, còn sập khác. Đợi tí xíu mà qua Nguyễn thôi. Trời nãy lai qua rồi, bây giờ mới vừa qua cái khác. Đó, Na Thi nè, thấy không? Kêu em đi hàng, gọi thì thứ nhất thuê bao, thứ hai thì gọi 2-3 cuộc không nghe máy. Rồi cho em D1 nha, mã này D1. 58-60kg trở lại D1. Rồi D2 nha, lai cái cục D này rồi qua cái mẫu tiết mặt, mẫu tiết mặt còn. Rồi D2 mẫu mặt là 62kg thần hấp. Cái này nè, to tại vì tiết mặt rộng lắm, tiết 52kg à. Rồi D2 nha, 58-60kg trở lại D2. Ngộ lắm, mua hàng thì lên live chưa, đi lỗi không bao giờ nghe máy mà cứ đi rồi đi tới nơi có giao được đâu mà đi cứ đi. Rồi D2 đi em, rồi tới nơi chị đâu có nghe máy đâu em. D2 nha. Rồi 58-60kg trở lại, xem 100k mã D2. Đặt hàng kèm số điện thoại Hoa Bùi ơi, mã lên số đi chị. Mã lên số. Số điện thoại. Rồi D3. 58-60kg trở lại. Rồi qua mã D3 cho em. Rồi Hoa Bùi lấy bộ D2. Rồi qua DA3 cho em nha. 58-60kg trở lại D3. Rồi D3 58-60kg trở lại. Rồi bây giờ chị không có chắc em ơi, tại em chị không có thấy thảo học quá. Không chắc nha. Bán đồ con này không có đồ giảng cho nên không có dám nói. Rồi D3 cho tiếp nè. Rồi 58-60kg trở lại mã D3. Rồi D4 nha, 58-60kg trở lại D4. Rồi 58-60kg trở lại D4. D1 cho Hoa Nguyễn, rồi ok khắp. D4 để coi còn không. Rồi không có dài đại chị. Rồi D4 cho tiếp nha. Rồi D4 58-60kg trở lại D4. Rồi D5 58-60kg trở lại D5. 58-60kg trở lại mã D5. 58-60kg trở lại D5.
rồi dây dây năm thấy không ta. Rồi dây năm nha, 58-60 tí cho lại. Rồi dây năm rồi dê 6 nha, 58-60 ký trở lại dê 6. Rồi 58-60 ký trở lại, chốt cho tiết mã dê 6 nha. Rồi 58-60 ký trở lại dê 6. Dê 6. Dê 6. 58-60 ký trở lại dê 6. Rồi dê 7, 58-60 ký trở lại. Rồi mã dê 7, 58-60 ký trở lại dê 7. 58-60 ký trở lại. Rồi dê 7. Rồi dê 8 luôn, 58-60 ký trở lại dê 8. Rồi dê 6 cho Hồ Vân. Rồi dê 8 có 1 bộ, 58-60 ký trở lại dê 8 1 bộ. À bộ này 2x nè, này 2x. Rồi dây 9 nha, 62, 63 chú trở lại dây 9, 62 chú trở lại. Rồi dây 9, rồi 65 chú không có, dây 9 nha, 62 chú trở lại, dây 9. Rồi dây 10, 62 chú trở lại, dây 10. 62 chú trở lại nha, dây 10, 2x. Dê 9 mẫu ngọc quách đó, cái đó 2x, 2x thì nó chắc chắn hơn, 2x thì chắc chắn hơn. Đây là cục 2x nè. Rồi Thu Nguyễn này đặt 2 bộ đồ, gọi điện, gọi nhiều cuộc không nghe máy. Cô Nguyễn hôm bữa đặt bên tiết là măng gồ, hai bộ mặc đồ gọi nhiều lần không bắt máy. Rồi đây 2x, 62, 63 ký mình mặc được. Rồi dê 12. Rồi 62 ký trở lại mặc được nha, dê 12. Rồi dê 12 ghi đi phun cái đó 2x. Dê 13 nha, 62 chứ chỉ là mặc được. Một mặt hết hả chị? Mặt còn bông khác ha. Một mặt còn bông khác nha. Mặt là ống rộng nha, lửng ống rộng chị ơi, lửng ống rộng nha. Rồi lấy một bộ dê 12, rồi hoa bùi có dê 12. Rồi em hết dê 12. Rồi em đang cầm là dê 13, 62 chứ chỉ là. Bộ mặt của em là lỡ ống rộng nha, em vẫn còn, xíu em qua lại cho lỡ ống rộng. Rồi dê 13, 62 chứ chỉ là mặc được dê 13. Em mã em trước nha. Đây 62 kg là 2x á. Rồi dê 14, 62 chứ chỉ là. Rồi dê là dài ha, dài sang 100k, dê 14 100k. Rồi dê 15, 62 ký trở lại sang 100k. Dê 14 Nguyễn Kim Tiền. Rồi dê 15, 62 ký trở lại dê 15. Hôm nay cái cục 2x này em qua cái mẫu em ạ. Rồi dê 16 nha, 62 ký trở lại dê 16.
Rồi 62 chú cho là D16. Rồi D17 nha, 62 chú cho là D17. Rồi D15 chị Hương Bùi. D17 62 cái cho là D17. Đây nè, cái này mã máy, cái này còn nè. Đó. Ờ 15. D15 em còn bộ. Đi giùm tiếp D15. Rồi D18 62 cái cho là mặt được. D18 62 chứ sẽ lại mặt được. D18. Rồi D19 62 chứ sẽ lại mặt được. D19. 62 chứ sẽ lại mặt được. D19. Rồi 63 chứ không chắc chị ơi, 62 chứ trở lại thôi. Cho nên là em không dám chốt nha. D18 cái thoa phụng. 63 ký chị lên chiều cao đi. Rồi không có mẫu khác, Trần Út không có mẫu khác nha. Có nhiều đó thôi. Rồi 63 ký lên chiều cao đi, 63 ký mấy 6 hoặc mấy vừa nha. Rồi về 20. 62 ký chưa. Rồi về 19. Thanh Trúc tinh vỏ. Rồi về 20. Rồi qua cái mẫu tiết mặt. Qua mẫu tiết mặt nè. Mẫu tiết mặt nha, quần lỡ lắm rộng. Đứng lên cho chị nào mới vô coi nè. Lỡ là 90, dài là 100. Đó, cái này lỡ lắm rộng. Lỡ lắm rộng nha. Mãi này nó có cái nơ, em nói trước nha. Cái này có cái nơ. Cái này là 60-62 cái chỗ là mặt được đó. Em mặt rộng nè, tại em có 52kg thôi đó. Nhưng mà tôn thì mình mặc cho nó thoải mái. D18 hết. Rồi D20 mình còn. Rồi vỏ thủy có D20. Em qua cái mẫu em mặc cái nha. Qua mẫu em mặc nha. Nói mặc là L nha. Đây nè. Đó 60-62 chứ trở lại. Nó có cái nơ nha cả nhà lưu ý. Lỡ ống rộng mà có cái nơ. Rồi D13, ly lê D13. Rồi cái này chốt em lại nha, mã này chốt em là L2 nha. L là quần lỡ, lỡ là 90. L2 giùm em. 60-62 cứ trở lại, cái này là size đại. Nó để ít L nhưng mà ít L này to. Nó để ít L nhưng mà to. Rồi đây, lỡ ống rộng, giống như Tiết đang mặc vậy nè. Rồi khách lấy chốt cho Tiết L2. Có cái nơ nha. Nơ này không có tháo rồi được, mai dính vô rồi. L2 60-62 chứ cho là mã L2. Ghi mấy cái sọc này để lộn. Rồi L3 nha. 60-62 chứ trở lại mã L3. Rồi quần lỡ. Quần lỡ này Tiết có bông nữa. Đợi chút xíu Tiết lên bông nha. Rồi chốt cho tí nha, L3 nè, 60-62 chứ cho là L3. Rồi L4. 60-62 chứ cho là L4. Rồi L4, 56 cái hàng không có size em ơi, hàng phi size. L5 60-62 ký trở lại L5. Rồi 60-62 ký trở lại nha, mã L5. L3 cho vỏ thủy. Ok khách.
Rồi L6 60-62 ký trở lại. L6 60-62 ký trở lại. Mã L6 L50 trăm vỏ. L7 60-62 ký trở lại. L7 L6 cho trăm Nguyễn. L500 Nguyễn. L600 Nguyễn. Rồi cái này L7 60-62 ký trở lại nha. L7 rồi L8 60-62 ký trở lại. Mã L8 L8 nha. 60-62 ký trở lại. Mã L8 Hương Bùi L8 ok chị. Rồi L9 60-62 ký trở lại. L9 rồi rất là đẹp luôn mấy chị. Tôn nhung hai da. Rồi mã này L10 cho tiếp nha. 60-62 ký trở lại. Mã L10. Rồi 90k L9 cho cô nàng vui tính. Ok chị nè. L10 rồi L11 dùm tiếp luôn. 60-62 ký trở lại. L11 rồi cô nàng vui tính cái có rồi chị. Có số có địa chỉ của chị rồi. Rồi L11 rồi em có nhiều sọc thôi, em có nhiều sọc thôi. L11 bây giờ em qua bông, em qua bông nha, lửng bông cho khách nha. Em qua lửng bông cho cả nhà nha, cũng đồng giá ha, quần lỡ là 90.000. Rồi cho em L30 nè. 60 ký trở lại. L11 L10 quanh lê. L11 cô nàng vui tính. Rồi ok khách nha. L30 60 ký trở lại cho em. Cái này ống bình thường, ống bình thường không có phải ống rộng gì hết nha. Ống bình thường, ống quần á, ống bình thường. L30 nè. 60 ký trở lại. Cái này đẹp, màu xanh này vậy. Rồi cho em L30 nha. 60 ký trở lại. L30 L31 60 ký trở lại. Mã L31 L31 rồi L31 60 ký trở lại. L31 L10 60 ký trở lại. Mã L10 L31 cho chị Đặng Tâm. Chị Quyên vô nói gọi tiền đồng lại chị. Tiền đồng nè, em in giấy nè. L31 cho Hương Lý. Rồi cái này L10 cho tiếp. 31 mình còn. Đâu 31 là con nhỏ nhỏ. Ủa 31 nãy chốt rồi phải không? Rồi 31 hết rồi Hương Lý ơi, xin lỗi nha, 31 hết rồi. Hương Lý không có 31, 31 chút chị Đặng Tâm mà. Mã này mã L10. 31 hết. Rồi chốt giùm tiếp L10 nha, 31 cho chốt cho chị Đặng Tâm rồi, tiếp hết rồi. Hết nha. Rồi L52 62 ký trở lại. L52 62 ký trở lại. Rồi chốt cho tiếp L52 nha. 62 ký trở lại. L52
L8 60kg trở lại. Trời hôm nay sao ống rộng mới rồi like qua luôn. L52 cho Hương Lý. Hôm nay cứ like xong là khách cứ hỏi rồi. Mới rồi like qua là khách hỏi hôm nay sao á thôi. L8 60kg trở lại. Nãy giờ toàn vậy không, mới vừa like xong mà khách vô khách kêu like rồi. Nay không đẹp trời. Rồi L56. Rồi Hương Lý có 52 Hương Lý nè, đặt thêm cọc giùm tiếp nha, tại mình khách mới nè. L56 nha, 62 chứ trở lại. L56 62 chứ trở lại. Rồi L15 nha, 58 chứ trở lại. Mã L15. Rồi 58 chứ trở lại. L15 58 chứ trở lại. L15 58 chứ trở lại. L15 Rồi L20 nha, 62 chứ trở lại. L20 62 chứ trở lại. L20 Rồi L4 nha, 58 chứ trở lại. L4 Rồi chị Hương Bùi có L20. Rồi L4 nha, 58 chứ trở lại. L4 L12 58 ký trở lại. L12 58 ký trở lại. L12 Rồi quá này đẹp nè. Rồi Hương Lý nè, khách đặt thêm cọc liền tiếp chốt thêm cho mình, tại mình khách mới nha. Rồi cái này 58kg trở lại nha. Chị nào cao gọn 60kg cho em mã này L21. Đẹp nè cả nhà. L21 nha. Đây, ở sau nó có cái nơ nè. Sau có cái nơ nha. L21 58, 60kg còn chị mã thì là cái này chị mã nè. L21 58, 60kg trở lại. L22 58, 60kg trở lại. L22 cặp chuyển khoản 58, 60kg trở lại. L22 Ở Ngọc Quách đi đơn. Rồi L23 nha, 58, 60kg trở lại. L22 chị Hương Bùi. L23 nha, 58, 60kg trở lại. L23 ở sau có cái nơ nè. Cái mẫu có cái nơ sau lưng. L23 58, 60kg trở lại. Rồi không có thì Nguyễn thôi. Nguyễn Huyền không có nha. L23 Mỹ Hạnh Vũ. L24 58, 60kg trở lại. L24 Rồi 58, 60kg trở lại. Rồi số tài khoản có đăng trên trang live vô đó coi dùm tiếp nha. Rồi L25 58, 60kg trở lại. L25 58, 60kg. L24 cho Hương Bùi. Rồi L25 58, 60kg trở lại. L25 Rồi L26 58, 60kg trở lại. L26 Rồi Hương Lý không có. Bạn ơi nào bạn cọc đi tiếp chốt em cho mình nha, tại mình khách mới. Rồi L25 Cường Tú. Rồi chị Cường Tú có đặt thêm thì cọc em chốt thêm nha. Rồi nếu mà khách mới không cọc thì tiếp chốt tối đa 5 bộ.
Còn nếu mà khách muốn mua hơn 5 bộ thì khách cọc cho Tiết ngay bây giờ. Rồi mã này L27 58-60, Tiết trả lại L27 58-60, Tiết trả lại L27. Rồi L28 58-60, Tiết trả lại L28 58-60, Tiết trả lại L28. Ok, Hưng lấy 5 bộ đúng rồi. L29 58-60, Tiết trả lại L29. Rồi 58-60, Tiết trả lại L29. Em đừng có đụng này lên, nó bị dịch chuyển rồi. L26, L27, My Nguyễn Thị, 26, 27. Rồi My Nguyễn Thị có 26, 27. Rồi ok, Hương Bùi đi đơn khỏi gọi. L30, 58, 60, ký trả lại L30 58-60, ký trả lại L30. L30, Trúc Vân, Phạm Thị. Rồi L29 mình còn không? Rồi Cường Tú L29. Rồi chuyển khoản giùm em trước em cho chị nha. Bây giờ em lấy cho chị L29 nè. Rồi chị cho cọc giùm em nha. Nè cái bông nè, L28 nè. Giống lắm. Rồi tiếp tục L31 nha, 58-60, ký trở lại L31 58-60, ký trở lại L31. L32, 58-60, ký trở lại L32 58-60, ký trở lại L32. L33, 58-60, ký trở lại L33. Dạ chị ơi, thoát ra cái trang này rồi vô là cái trang em đang like, kéo xuống bên dưới em có đăng đầy đủ bên dưới, chị có đăng đầy đủ thông tin luôn. Chị quyên cái mã đó máy đang cầm trên tay á. L26 còn bộ nè, đi lại một tí cho nó bị nhọt quá. L32 cho Hương Bùi, 26 còn. Rồi đẹp nè, L33 58-60, ký trở lại L33 58-60, ký trở lại L33. Rồi L34 nha, 58-60, ký trở lại L34. Trần Cẩm Tú cọc 100.000 là Facebook Hương Ly. Ok ok. Rồi Hương Ly tiếp nhận cọc 100 nha, ghi giùm Tiết bình luận là. Rồi Hương Ly này ghi giùm Tiết là cọc 100k để Tiết in cái giấy ra. Ở bên Tiết là chốt đơn có giấy như thế này, in cái giấy ra. Rồi Hương Lý ơi, bạn ghi giùm Tiết là cọc 100k. Tiết nhận rồi mới nhận. Ba mấy nè? Ba mấy nè? Ba bốn. Ba ba này, ba bốn. L35, 58-60, ký trở lại L35 58-60, ký trở lại L35. Rồi Hương Lý nhận cọc 100k, ok khách. L36, 58-60, ký trở lại L36 58-60, ký trở lại L36. L37, 58-60, ký trở lại L37. Rồi L37 nha, chú hình tiếp. Rồi tiếp qua mẫu nữa nè. Cái này có hình này.
Rồi L34, L35 Hà Thanh Thảo. L34, L35 Hà Thanh Thảo. Rồi L37 Trúc Vân Phạm Thị. Rồi dài nãy giờ lay nhiều lắm rồi, chắc không qua dài nữa. Chị Quyên cho em mấy cục lỡ bên đó đi. Lỡ bên đó đi. Cái này còn size nhỏ. Ai lấy mẫu này đẹp? Ai đẹp nha? Dây 57 là dây nào chị? Giờ like qua rồi, Phúc Lê ơi, like qua rồi. Rồi cho em mã thì chốt lại L là L 60 đi, 58 chứ trời, L 60. L 60 nha, 58 chứ trời, L 60. Rồi L 60 đi mã Phương ơi. L 60. L 61, 58 chứ trời lại L 61. Rồi 58 chứ trời lại diện tiếp nha, L 61. Rồi L62, 58 phía trở lại L62. 58 phía trở lại L62. Rồi L3 nha. 60 kg trở lại L3. 60 kg trở lại L3 có ghi mã rồi. Rồi L69, L62 cho Hương Lý. Mãi này L69 ra 58 chứ cho lại L69. 69 gì dùm tí. L61 Mai Trần. L3 Hương Lý. L62. 62 Hương Lý không lấy hả? Rồi Hương Lý bỏ 62 đi, lấy cho Hoài Minh L62. Rồi đừng có xả nữa nha Hương Lý nha. Đặt cho kỹ dùm tiếp nha, đừng xả đổi nha. Rồi mã này L17. L7 nha. 58 cái trở lại L7 giao hàng đó chị. Bỏ vô cái lõm nè, kéo cái bịch ra. Rồi 61 còn Phương. Hết 60 rồi. Hết 61. L17 58 cái trở lại L17. Phúc Lê không có chị. L59 62 chứ lại L59 62 chứ chưa lại L59. L34 này 57 chứ chưa lại thôi L34 57 chứ chưa lại L34 nha, 57 phía trở lại thôi. L34. 57 phía trở lại. Con chào chị. Không. Hôm nay không có. Rồi chứ em nhầm L15. 58 phía trở lại L15. 58 ký 15 ghi cho tiếp. L15 nha, 58 ký cho lại. L16 nha, 60 ký cho lại. L16. 60 ký cho lại. 16 ghi luôn. L17, 60 ký trở lại. L17. 62 ký cho lại. L17 62 cái chứ. L34 cho Mai Trần. Rồi đẹp quá nè.
L27, L17 thì Diễm Diễm. L2762 cái cho lại L27. 62 cái cho lại L27. Rồi 62 cái cho lại. L16 chốt cho Dương Thi. Mã này L47. 57, 58 thì cho lại L47. 57, 58 thì cho là 47 đi. Dùm tiếp 47 thêm số 4 nha. Ghi thêm số 4 nha. Mã này chốt cho tiếp L đỏ nha. 56 thì cho lại L đỏ. L đỏ nha, 56 ký trở lại mã L đỏ. 56 ký trở lại L đỏ. Rồi L48 nha, 58 ký trở lại L48. 58 ký trở lại L48. Rồi 16 hết rồi khách ơi, 16 chốt rồi. Rồi cái này L48 gì mã 48. L48. L13 nha, 62 ký cho lại L13. 62 ký cho lại. Mã L13. 62 ký cho lại nha, L13. Gì? L38, 60 ký trở lại. L38. 60 ký trở lại nha, L38. 60 ký trở lại. L39, 62 ký trở lại. L39. 62 ký trở lại nha. Rồi, chốt cho tiếp mã L39, 39 ghi nha. Ghi 39 cho tiếp nè, L39. Rồi L22 nha. 58 ký cho lại mã L22. Rồi 58 ký trở lại cả nhà ơi, L22. 58 ký trở lại L22. Rồi L6, 58 ký trở lại mã L6. 58 ký trở lại L6. Rồi L13. 58 ký trở lại mã L13. Rồi chốt lần tiếp nha, 58 ký trở lại L13. 58 ký trở lại L13. Trời sao viết nó hết ra một lần. Để lâu quá nó khô. Ờ đúng rồi. L13. Rồi mấy chị nhớ đặt hai bộ nha, một bộ anh em không gọi chốt nha mấy chị nha, một bộ không đi hàng được nha. L20, 62 ký trở lại L20. 62 ký trở lại L20. Rồi L3 nha, 58 ký trở lại L3. 58 ký trở lại mã L3. 58 ký trở lại. Rồi L12. L12, 58 ký trở lại L12. 58 ký trở lại L12.
Rồi L40. L40 nha. 62 cái trở lại L40. 62 cái trở lại L40. L12 với Chi Nguyễn. Chi Nguyễn L12. L2 là L nào trời? L3 cho Nguyễn Rùa. Nguyễn Rùa có L3. Rồi quần lửng 90 L40. 62 cái trở lại L40. 62 cái trở lại L40. Rồi cho em L41. 62 cái trở lại mã L41. Rồi L sale 90. L41 sale 90. L là lẫn hết, lẫn hay sale 90. Rồi L42 nha, 62 cái trở lại L42. Rồi 62 cái trở lại, chốt với L42. 62 cái trở lại L42. Đặt cho em 2 bộ nha chị ơi. 1 bộ là bên em không có gọi đi đơn nha. L43 58 chứ chưa ạ. L43 58 chứ chưa ạ. L43. Rồi L44 nha. 58 chứ chưa lại L44. 58 chứ chưa lại L44. Quỳnh Hồng L42. Rồi đặt giùm em 2 bộ trở lên nha mấy chị đẹp ơi. 3 một bộ em không có gọi chốt nha. L43 cho Hương Lý nè. Rồi L45 58 ký trở lại L45. Rồi L44 cho Nguyễn Rùa. Nguyễn Rùa có L44. Rồi L45 nha cả nhà. L45 nè. 58 ký trở lại L45 cho Tiết nha. 58 ký trở lại L45. Trinh Nguyễn có L45. Rồi em nhận được chị, chị ghi giùm em là chuyển khoảng 500k để em in cái giấy ra nha chị Cường Tú. Rồi chị ghi giùm em nha, 43 Hương Lý có đọc tên. Chị Cường Tú ghi cho em là chuyển khoảng 500k để em in cái phiếu ra vậy nè. Đó bên em giao hàng có cái phiếu bên trong bộ đồ L45 hết nha. Rồi chị bình luận giùm em là chuyển khoảng 500k. Chị không muốn đâu tôi xài Sài Gòn được không đi. Nguyễn Rùa đi đơn ok Nguyễn Rùa. Rồi chị bình luận cho em đi chị. Chuyển khoản 500k. Rồi cái này là cho em L46. Rồi L46 nha, 58 chứ chưa ạ. L46. Ok chị Cường Tú em nhận 500k chị. L45 em chốt rồi chị, em còn L46. Cái này L11, 62 chứ trở lại L11. 62 chứ trở lại giùm em nha L11. Rồi L18 giùm em luôn, 60 chứ trở lại L18. L46 chốt cho Bùi Thị Thu Vân L46. Rồi mấy tình yêu đặt giùm em 2 bộ nha. 1 bộ này em không có đi hàng được. Rồi cho em nha L18. 60kg trở lại L18. 60kg lại cho Tiết nha L18.
L21, L46 hết, L21, 58 chứ cho lại 21 đẹp nè. L21 nha. 46 này không có, chưa có giấy nè. 46 mới đọc chị nào nè. Bùi Thị Thu Vân, ok khách. 46 hả? Bùi Thị Thu Vân 46 rồi cho nên Phương Phan không có. L18 nha Quỳnh Hồng. Tay Quỳnh Hồng L18. Rồi cái bộ đang cầm L21. Chữ nha, có chữ có hoa 58 chứ trở lại. Rồi cho em nha L21, Bùi Thị Thu Vân L21. Mã này L16, 60kg trở lại. L16. Rồi 60kg trở lại cho tiếp cả nhà ơi. L16. 60kg trở lại nha, mã L16. 60kg trở lại. L16. 60kg trở lại nha. Rồi, mã này chốt cho tiếp L11. 62 chứ trở lại. L11. 62 chứ trở lại. L11. L41. 62 chứ trở lại. L41 nha. 62 chứ trở lại. L40, 62 ký trở lại. L16, chốt cho Dương Thùy L16 rồi Phương ơi lấy một tiếp. Rồi L40. L41 cho chị Cường Tú. Ok chị, rồi cái này L40, 62 ký trở lại. Rồi L20, 62 ký trở lại. L20. Rồi 62 chứ trở lại dùm tiếp nha. L20. 16 hết rồi Nhã Phương ơi, 16 tiếp hết. L13, 58 chứ trở lại. L13. 58 chứ trở lại. Mã L13 cho tiếp nha. 58 chứ trở lại. L20. 20 em chốt cho ta. Phương ơi coi dùm tiếp 20 chứ còn không. Rồi ok chị Cường Tú L20. Rồi L13 nha, 58 ký trở lại. L13. Rồi mã này L6 nha, 58 ký trở lại. Mã L6. Rồi 58 ký trở lại cho tiếp mã L6 nha. Rồi Nhã Phương không có bộ nào hết chị, chỉ không có bộ nào hết. L22, 58 ký trở lại. L22 nha, 58 ký trở lại. Nhã Phương là không có đơn nha chị, không có bộ nào hết. Rồi 45 không có đồ bạn ơi, 45 không có đồ. Rồi L5 cho tiếp nha, 58 ký cho lại mã L5. 58 ký cho lại L5. 58 ký cho lại L5. Rồi L14 nha, 58 ký trở lại L14. 58 ký trở lại. Rồi không có lên dài lại chị ơi, dài em like nãy giờ. L52, 62 ký trở lại L52. Rồi 62 cái chưa? L52. 62 cái chưa? Rồi L13 nha, 62 cái chưa lại L13. L52 cho chị Cường Tú. Rồi ok chị. Rồi mã này chốt cho em. Rồi chốt cho em nha L 13. Bộ mặt tiếc hết rồi chứ còn sọc khác. L13 với chị Cường Tú. Bộ mặt tiếc hết rồi chứ còn sọc khác thôi. Này hả chị? Nè. Ừ, nó 13 hả? 13 này nè. 13 to.
13 to. Ủa tiết mặt là còn màu khác à? Còn sọc khác à các? Rồi mấy bộ dài này lên luôn nè. Đây, sẵn có mấy bộ dài này lên luôn đi. Dài nha, 62 cái trở lại nha. Rồi cho em dê. Dê 63 nha, 62 cái trở. Nó có cái dê dê kéo là dê 63. Rồi em lên dài lại cho ống này là ống bình thường. Rồi khách chốt cho em dê 63 nha, 62 cái trở lại. L13 hết rồi, Út Trần chốt cho chị Cường Tú rồi. Chốt rồi. Rồi dê 61. 62 cái trở lại. Dê 61. Rồi chốt cho tiếp. Dê 61. Dài. Rồi dê 49. 62 cái trở lại. Đây cái cổ mấy chị đẹp. Dê 49 nha, 62 cái trở lại. Rồi chốt cho tiếp dê 49, 62 cái trở lại. 49 có 2 bộ. 63 2 bộ. Rồi dê 56. Rồi 62 cái trở lại. Dê 56. 62 cái trở lại tiếp nha, dê 56. 62 cái trở lại. Rồi chốt lên nha, quần dài. Dê 56. Dê 63 2 bộ, dê 49 2 bộ. Rồi quần dài nha. 49 2 bộ. Rồi. Dê 61. Rồi 10 phút nữa em nghỉ. 10 phút nữa em nghỉ, chế nào có báo đi đơn nói em nha. Mấy chị khách cũ hà, khách mới thì gán đặt hai bộ để đi đơn nha. Dê 61 cho Cam Hương. Rồi 61 đây nè Phương. Dê 61 Cam Hương. Dê 49 Chi Caru. Rồi 61 hết. Dê 56 là dê 56 Võ Thủy. 49 rồi chị. Có màu hồng, 49 có 2 bộ. Rồi em còn dê dê 56 hết, còn dê 63 với lại dê 49. Dê 63, dê 49. 10 phút nữa em nghỉ nha, chế nào chưa đủ đơn đặt đi để đủ đơn nha mấy chị. Hai bộ mới đi hàng nha, một bộ không có đi hàng nha. Chừng nào giao hàng chị ơi, bây giờ như thế này. Chị đặt ngày hôm nay, sáng ngày mai bên em mới soạn hàng, mới gọi cho chị cho địa chỉ thì mới gửi hàng. Thì gửi thì chị em không biết chị ở đâu. Em gửi thì cũng tùy theo tỉnh, tỉnh gần, tỉnh xa. Cho nên bây giờ em chưa có chốt được gì cho chị, cho nên em không biết là khi nào gửi hàng. Khi nào chị nghe điện thoại chị cho địa chỉ là bên em sẽ gửi, và khi nào chị nhận thì cũng tùy theo cái tỉnh của chị hoặc là tùy cái nơi của chị. Em là ở Sài Gòn, nếu chị ở Sài Gòn thì 1-2 ngày mình nhận được. Còn ở tỉnh thì ví dụ như tùy nha, tỉnh gần, tỉnh xa. Rồi không còn đùi em. Rồi cho em nha, dê 57. 62 cái trở lại dê 57. 62 cái trở lại dê 57. Hồi phút nữa em nghỉ, tranh thủ chốt cho em nha. Hai bộ để em đi đơn cho mấy chị nha. Rồi cho em L xanh đen, L là quần lỡ. Lỡ là 90, dài là 100. L xanh đen. L xanh đen 60 kg trở lại, L xanh đen. Rồi L 21 58 kg trở lại, L 21. 58 kg trở lại, L 21. Rồi L7 nha, 58 kg trở lại, L7. Rồi mã kèm số điện thoại lên.
mã kèm số. Rồi L hồng sen 60kg trở lại L hồng sen. D 57. Rồi ok, cam hương D 57. D 57. L 7 là bộ nào ta? Rồi Tiền Nguyễn có L 7, đây L 7 nha. L 7 cho Tiền Nguyễn. Tấm hường 57. Rồi Tiền Nguyễn L 7 ok. L hồng sen cho tiếp nè. Phối nha, này đẹp nè. 60kg trở lại L hồng sen. 60kg trở lại cho tiếp nha, L hồng sen. L xanh đen đạt da. Rồi cố gắng đặt hai bộ đi mấy chị ơi. Một bộ bên em không có chốt đơn nha, tại vì em sale, bữa nay em sale mà, sale xả kho, giá này giá sale cho nên đi đơn hai bộ, ship tỉnh 30 ngày, ship Sài Gòn 20. L 21 nha, 58 chứ chưa, L 21 58 chứ chưa. Rồi L hồng sen chứ vẫn còn nha, L hồng sen nè vẫn còn 60kg chứ, L hồng sen. Rồi cố gắng đặt hai bộ đi mấy chị, em sắp nghỉ nha. Rồi L 29 58 chiếc trở lại, mã L 29. L 29. Rồi xong, chị nào khách cũ có đi đơn báo em nha. Cả Phương thì viết nè, cái nắp rồi để họ dính đó. Rồi mấy chị khách cũ có ai báo đi đơn báo em luôn. Rồi đặt da xả đơn đi. Không lấy, xanh đen không lấy, bỏ giấy đi. Rồi đặt da xả. L 29 cho Mỹ Hạnh Vũ. Rồi quần dài hả. Rồi Hồng Dương em ơi, bây giờ em phức tạp quá như thế này nè. Lúc thì em kêu đi, lúc em kêu lấy thêm. Qua nay có một bộ mà không biết làm sao chị chốt luôn á. Qua gọi thì kêu một bộ đi đơn xong rồi kêu lựa thêm. Chị đâu có thời gian chị soạn một bộ, em mua thì em lên like em chọn, giờ sao mà soạn được. Rồi xong rồi bây giờ á, lúc đặt lúc kêu đi. Đi là đi, còn đặt là đặt, không đi là không đi, còn đi là đi. Bây giờ hôm qua kêu đi, đi xong rồi kêu soạn, soạn thì bây giờ chị nói không có. Rồi bây giờ hỏi đi đơn chưa? Thiệt tình luôn á, đã nói là một bộ không có đi hàng rồi, kêu một bộ đi thì đi, còn không đi thì thôi chứ. Mệt lắm luôn, một bộ mà cứ là chốt tới chốt lên, qua nay chốt hoài chốt được. Đặt thì lên like thì không đặt. Like quá trời luôn mà bây giờ em kêu chị soạn xe, chị soạn được, chị like thì không chọn. Một bộ á thì kêu đi, đi xong rồi kêu chọn thêm. Thì chưa chị đã lên like rồi, chị đâu có thời gian gì ngồi đó thì chị soạn nữa em. Cam Hương đi đơn ok, Cam Hương mình mua thì mình mua chắc chắn đi chứ đâu phải bán một mình hai mình đâu mà ngồi đó soạn sáng soạn cái chiều. Like thì like mấy trăm bộ đó, bao nhiêu kiểu. Hàng khách hay tiết like từ sáng tới chiều, bao nhiêu mẫu từ trưa tới chiều, bao nhiêu mẫu mà ở đó kêu mà soạn. Một bộ đi thì đi, không đi để lại, không có gì khó khăn hết. Trời ơi, có một bộ hôm qua nay chốt không xong. Mua hàng đừng thì lên like mua đi, nó đơn giản quá. Em dơ lên từng bộ rồi thì mình đặt thôi, có gì đâu mà khó. Để xuống like rồi mới kêu soạn. Xuống like rồi em đâu có thời gian đâu mà em soạn. Đồ của em này nhìn như vậy rồi soạn kiểu gì. Mua lên like đặt, nhìn thấy cái nào thích cái đó đặt. Ai đâu mà một bộ mà ngồi soạn qua nay mà soạn.
Rồi tạm biệt mấy chị nha. Một bộ em không có đi đơn.